Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn NLD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đây là dàn Pokemon ở thời điểm hiện tại của mình và có rất nhiều Pokemon mà mình chưa tiến hóa. Thì bây giờ mình sẽ đi tiến hóa tất tần tật, xem là mình có thể tiến hóa được bao nhiêu Pokemon anh em nhá. Trên này một số Pokemon thần thoại thì thôi, bỏ qua. Ví dụ như em Charizard này là mình tiến hóa rồi này. Latios thì không tiến hóa được này, Mew. Rồi Jirachi, à đây rồi, em đầu tiên. Để mà tiến hóa được thì chắc chắn là mình phải cần nâng cấp lên đến level 35 thì lúc đấy chúng ta mới tiến hóa Mugwump được lên hình thái cuối cùng nha. Ô, đấy anh em thấy chưa? Level 35 tăng cấp luôn lên vào 30 này. 31, 32, 33, 34, 35. Ôi dồi ôi, tốn rất là nhiều cái kẹo này anh em nha. Thốn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hóa thôi. Level 35 này. Skiter. Lê luôn. Wow. Được của nó. Ui, giao diện tiến hóa đẹp nhé. Chà, ngon rồi nha. Đẹp dai anh em ơi. Được đấy chứ. Em thứ hai được chọn sẽ làm nào đây? Em này hình như cũng tiến hóa được này anh em này. Wow, em này thì cũng được luôn này. Tiến hóa hết nhưng mà mình sẽ tiến hóa em này. Đầu tiên vẫn phải là nâng cấp lên level 35 cái đã anh em nhá. Ok. 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 Bồi dưỡng, tiếp tục là tiến hóa đi. Ai chà, em này tiến hóa được 2-3 lượt liền cơ. Hai lượt. Đầu tiên là lên em gì nhỉ? Infernape à? Cuối cùng mình như là mình nhớ Infernape. Em này tên là gì đây? Không nhớ tên. Tiếp tục hình thái nữa này. Cuối cùng đây gọi là chất chơi người rơi này anh em này. Lên ô đây rồi, đẹp nhỉ? Perfect đấy anh em ơi. Em thứ hai đã xong nha anh em. Wow. Em thứ ba được chọn sẽ là em gì đây? Ủa mình có hai em này luôn hả? Cá ngựa mình có hai em luôn này. Tiranita này. Em này là cũng có thể tiến hóa được luôn này. À em này nữa này. Tăng cấp lên level 30. Uầy tốn quá. Em thứ ba được tiến hóa chính là em Chirokita hay cái gì đó. Lên. Đẹp quá. Lên đi. Trời ơi, đẹp thế nhở. Em tiếp theo xem nào. Khủng long. Nhìn rất kiểu là giống khủng long thời tiền sử nhưng mà phiên bản cực kỳ hiền đấy anh em nhé. Đấy, có bông hoa dưới cổ trông hiền thực sự luôn. Còn cái đá để nâng cấp không? Kẹo để nâng cấp đây này anh em này. Hình như là vẫn còn, nhưng mà chỉ đủ một chút để nâng cấp lên level ít thôi. Thế này thì bây giờ mình phải kiếm kẹo ở đâu bây giờ? Pokemon tiếp theo sẽ được tiến hóa đó chính là em này. Ha. Trông có vẻ là ngầu lòi đấy. Em Pokemon hệ điện này tên là Electivire đi phải. Trời ơi. Lên. Wow. Thế là mình được bao nhiêu em Pokemon tiến hóa được rồi nhỉ anh em nhỉ? Khi mà tiến hóa được thì mình cũng sẽ mở thêm được cái sổ thu thập ấy. Khá là ổn nha. Lên luôn. Wow. Đẹp anh em ơi. Quá là ok luôn. Xem còn em nào nữa chưa tiến hóa không nhỉ? À đúng rồi. Tiến hóa xong thì mình sẽ tái sinh luôn nhá. Đấy. Thế là có kẹo để dùng nâng cấp cho em khác tiến hóa thêm. Mình xem nào tiến hóa nữa nào. Đây. Em này có tiến hóa được không nhỉ? À, hình thái cuối cùng rồi à. Thế thì em cá ngựa này chắc chắn là có thể là tiến hóa được này. Dễ luôn, tiến hóa. Ui, ba hình thái luôn, tuyệt vời quá. Lên luôn em ơi. Gì đây? Được, mồm doe thực sự luôn. Ủa, con này là mồm bị trúng chím này. Tiến hóa hình thái thứ ba mồm trúng chím thực sự luôn ạ. Nice. Được luôn. Tiếp tục là tái sinh. Để dành tài nguyên cho em khác có thể tiến hóa nè. Em này hình như là chưa này. Em này trông giống con lửng mật nhỉ anh em nhỉ. Đây luôn. Wow. Đẹp ấy chứ. Khá là đẹp đấy em này. Đây. Nhìn đẹp này anh em này. Giống con lửng mật vách trưởng luôn. Rồi. Ui ôi. Chất chơi người rơi anh em ạ. Tái sinh lại phát nữa. Rồi. Xem nào, còn em này nữa. Lên level 40. Ok. Bây giờ là sẽ tiếp tục tiến hóa.
Mình còn 55 viên đá tiến hóa nữa thôi, mà mỗi một lần tiến hóa lên hình thái thứ 3 ấy, là mình sẽ mất đâu đó tổng cộng là 5 viên đá cường hóa. Thế mình sẽ tiến hóa được khoảng 10 đến 11 em nữa anh em nhá. À 4 viên à? Uầy, 4 viên 6 cơ. Thế thì tầm tiến hóa được 9 em thôi. Lề luôn. Ơ à, khoan, em này sau nay có cái viên đá gì nhìn lạ thế nhở? Hình thái cuối cùng này. Thấy quên. Tái sinh luôn. Ok. Có những em nó sẽ có hai hình thái tiến hóa thì phải. Lên level 40. Tiến hóa. Ồ. Chính ra em này này, ở trong một số những tựa game Pokemon khác thì khá là mạnh nhá. Hệ siêu linh cực kỳ khó chịu. Ở trong tựa game này thì ít được ưa chuộng anh em ạ. Khoan nữa. Đấy. Khi mà tiến hóa lên hình thái thứ 3 thì một số Pokemon nó sẽ cần những viên đá ở trong hệ của nó anh em nhé. Tái sinh lại luôn. Bao nhiêu Pokemon được tiến hóa nhỉ? 1, 2, 3, 4. 4 này. 5, 6, 7. 8 em rồi. Uầy, thế là mình đã tiến hóa được 8 em Pokemon rồi anh em nhé. Xem thêm em nào tiến hóa nữa không nhỉ? À đây này, em này hay này anh em này. Tiến hóa thử xem có nhiều hình thái không anh em ơi. Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra em EV thì sớm hơn nhỉ? Đây. Uầy, được nhỉ. Tiến hóa luôn. Wow. Lên hình thái đầu tiên là em gì đây? Uầy, ngon. Thế là xong một em. Tái sinh luôn. Ủa, những hình thái khác thì phải có những viên đá của những cái hệ đó cơ, mà thời điểm này thì mình chưa sở hữu được. Em này có tiến hóa được không? Nghe vẻ là có này. Hả? Hoàn hảo rồi anh em ạ. Không thể tiến hóa được luôn. Con vịt này tiến hóa được không? À có này. Ý xài. Đã nâng cấp đâu. Rồi tiến hóa luôn. Ủa, nó cùng hệ với cả con Eevee lúc nãy, hệ bóng tối à? Hệ đấy có phải hệ bóng tối nhỉ? Nhìn không nhầm thì đúng là hệ bóng tối nha. Đấy. Lên con vịt luôn anh em ạ. Úi xài ơi. Rồi, tái sinh. Thế là 9 em rồi nhỉ? Hay là 10 em nhỉ? 10 em rồi đấy. 10 em rồi, em này sẽ là em thứ 11. Ồ, em này có thể tiến hóa được. Ngon lành cái đào lên Tyranita anh em ạ. Lên. Nhưng mà mình cũng chả biết là kiếm đâu ra mấy cái viên đá kia nhỉ. Không biết là đi phụ bản hay đi đâu ta. Tự nhiên cứ thấy là có rồi. Phan nữa nè. Rồi, Tyranita này. Ngầu đấy chứ anh em. Một em Pokemon này dung nham khá là ổn áp anh em ạ. Tái sinh luôn. Rồi, xuống dưới này xem em này là hình thái tiến hóa như thế nào rồi. Hoàn hảo rồi đấy. Em này có thể tiến hóa nữa. Đấy, ok mà. Lên level 40. Rồi. Tê giác một sừng. Tê giác bị cắm sừng. Ngon nha. Xong rồi, hết đá rồi anh em ơi. Không ổn tí nào. À cái này là ủy thác là có thể được này. Shop là cũng có thể mua được này. Nhưng mà shop nào ta? Shop thi đấu. Không có. Shop vui. Không có. Shop phóng sinh. Không có. Shop vô tận. Không có nốt. Thế là mình cũng tiến hóa gần như là hết trong cái túi Pokemon này của mình rồi. Để mình check sổ tay xem là đã tiến hóa những em gì nha. 1, 2. Mặc dù là tiến hóa được 10 em, thế nhưng mà hình thái của nó thì có thể là gấp đôi, gấp ba lên đấy anh em ạ. 1, 2. Nước này. Đây. 1, 2. Còn à? 3, 4. 1, 2. Em này nhìn khá là đẹp nhé. Mình khá thích cái tạo hình của em đấy anh em ạ. Không hiểu tại sao. Tiếp theo, siêu linh này. 1, 2.
đá. Có em này hệ đá. À ha. Mình tới hệ dung nham ấy nhỉ. Bóng tối. Rồi. Thép. Ok. Quà thu thập. Sở. Sổ tay. Để mình xem bảng xếp hạng xem là sổ tay mình đã kích hoạt được bao nhiêu anh em ơi. À, lực chiến của mình là top 1 nha. Bảng xếp hạng siêu tầm. Ồ, mình top 2 rồi anh em ơi. Cố gắng tiến hóa thêm một vài nữa là lên top 1 ngay. Để ăn được cái bảng xếp hạng top 1 full ở đây. Nhìn cho chất chơi người rơi anh em nhé. Hành trình vô tận top 1 này. Tiến độ ải chính thì cũng top 1 luôn. Ok, thì nếu như anh em mới yêu thích chủ đề Pokemon thì nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với mình trong series siêu viện 3D này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.